dừa cho em uống nha. Tướng anh vậy có leo nổi không đó? Em dám xem thường anh. Dừa này xuống cho em coi. Anh leo không được em ơi. Em nói rồi mà không chịu tin. Tướng anh vậy làm sao mà leo được? À, hay là em uống đại nước này đi. Ừ đúng rồi, anh tên là Tú Khùng mà. Bó tay anh luôn, chả biết nói gì hơn. Thôi em ở đây nha, để anh kiếm nước em uống. Công nhận mệt thì chứ. Có chim. Mình đi săn gái vậy, dù sao đi nữa con gái cũng đã hơn con chim mà. Chuyện này không được thất bại. Lần đầu tiên đi săn gái phê quá đi à. Tóc này dài ha, đen ha, chắc nhỏ đầy đẹp lắm mà. Má ơi, má ơi, quỷ nhỏ sao vậy, cũng gọi người gái nữa. Khoan đã, trong rừng sao có con gái được. Huy hiệu Hello Kitty. Bắt nó về rồi tống tiền gia đình nó. Con nhỏ này cũng ngộ ha, tướng như con chuột mà nặng như con heo. Lúc nãy tiểu hư đây mà, trong rừng này rất là nguy hiểm, cô ấy đi đâu được chứ, ta phải tìm cô ấy cho bằng được. Tú Hợi lạc mất tiểu thư nên không dám về gặp đại ca, nên đã điện thoại nhờ đại ca cho người giải cứu tiểu thư. Còn mình thì huy ẩn sơn lâm. Cái vậy? Thằng nào mà to gan vậy? Được, để ta gọi đàn em đi cứu nó. Mày mau đi về đây gặp tao. Ok con tê tê, bây giờ em về liền nè. Đại ca gọi. Con gái tao bị bắt cóc rồi. Cái gì? Tiểu thư bị bắt cóc? Mau về đây tập hợp. Được, em sẽ về ngay. Hung thủ là kẻ nào đừng để tao bắt được mày. Nếu không đừng có trách tao độc ác.
Bộ mày là đại ca của tao hả Ngao? Dạ em xin lỗi đại ca. Cái thằng nào bắt Tiểu Thư không đại ca? Tao biết thì tao đi tìm nó rồi chứ nhờ tụi bay làm cái gì? Sao mày ngu như vậy? Dạ em cứu Tiểu Thư vậy chưa đại ca? Mày chỉ súng vô tao làm cái gì vậy? Dạ em xin lỗi đại ca, tại ông nóng quá mà. Nuôi mày chắc nữa năm sau chắc mày leo lên đầu tao ngồi luôn quá. Tao hai đứa bay một ngày đi vô khu rừng mít đó cứu cho bằng được con gái của tao. Cứu không được thì hai đứa bay khỏi đi về nữa. Còn chưa tỉnh nữa. Ta đang ở đâu đây? Cô nó bị tao bắt cóc. Bây giờ ngồi yên ở đây đợi cha mi đem tiền tới chuột. Dạ ngươi dám bắt ta sao? Cha của ta mà biết nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Chắc tao sợ quá. Bây giờ cha ta nhất định đã phá sát thủ đến cứu ta rồi. Thằng nào nữa đây tao quấn thằng đó. Is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. Mày coi lên mày đi, tao sao nè? Cục tay gọi thì đi về nhà uống sữa mẹ đi. Tại sao giác sĩ nhục ngài kìa? Mày giống sĩ nhục ta. Hãy bôi lui lại sao ra đi. Tốc độ bắn súng của ta nhanh như vậy, nhưng hắn vẫn đỡ được tất cả viên đạn. Đây mới đúng, thật là cao thủ. Kiếm pháp thật tinh diệu. Cho hỏi cao danh quý tánh. Cả lão đại ta mà ngươi không biết. Đây chính là thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ, Liệt Dương hiệp sĩ. Tao đâu có mượn mày nói tên tao là Liệt Dương gì. Dạ em xin lỗi lão đại. Thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ chính là ta. Chúng ta thi đấu quyền cước ngươi có dám không? Đến thì chơi sợ gì. Được, chúng ta hạ vũ khí xuống. Một, sao không đảo lại? Giang hồ đúng là thằng nào cũng ngu như thằng nào. Đồ tiểu nhân bị ổi. Tao chính là tiểu nhân rồi mày. Sao tao nói mày được rồi? Mày giỏi lắm. Lão đại. Để ta coi. Mạch đã ngừng đập, ông nội là cứu nó cũng không nổi. Mày kéo xác nó để đi chôn đi. Thằng này để tao lo được rồi. Ăn cho mập kéo cái xác kéo cũng chậm. Bây giờ chúng ta tìm một nơi khác rộng rãi hơn chiến đấu. Ngươi thấy sao? Đúng. Sát khí của tên này thật sự rất cao. Võ công tên này cao hơn tên lúc nãy rất nhiều.